cả một lô PCS luôn mọi người, rất là nhiều nha. Một tủ này xuống là hết phân nửa là PCS rồi. Hôm nay cũng như là một ngày thường lệ như mọi ngày, xuống container tại Nam Giang, tại Phnom Penh, đây là chạy Henley nha mọi người. Dòng xe quốc dân thứ hai sau Dream 125. Hôm nay chốt được con PC yên rất là đẹp, cùng kia chữ nghĩa full luôn. Con này em về vệ sinh cái là tới cục kẹo liền. Anh em quan tâm thì cứ ới em lúa non nha, tươi lắm. Mùi xem cái nắp xăng chảy chì luôn, mới xuống luôn, chưa rửa. Chốt được cặp, còn một con màu nho, một con màu nho đầu 10 với lại một con màu trắng đầu 10, hai con đều là ok hết, ok lắm. Còn đa phần thì BSX cúp rất là nhiều, cúp 125 này kia đầy đủ ha, có vài con là người ta chốt rồi, còn vài con thì chưa. Lựa thì anh em nào mà chuyên về cái dòng xe nào thì lựa xe đó thôi, không ai cạnh tranh ai hết. Có khi là lấy anh em chia qua lại rồi giúp đỡ hỗ trợ nhau. Mọi người có cần cái giờ tìm cái dòng xe gì thì ở em trang quay 125i nè, màu trắng ơi, mặt 125 có chốt cúp tất cả luôn. Mọi người quan tâm dòng nào thì ở em nha, chúc mọi người sức khỏe, cảm ơn mọi người.